Những năm qua, Hải đoàn Biên phòng 28, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tọa lạc ấp Xẻo Rô, xã Hưng Yên, huyện An Biên đã có nhiều đóng góp cho công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự trên vùng biển đảo của Tổ quốc. Với sự quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó, nhiều năm liền đơn vị đạt trong sạch vững mạnh, nhiều cá nhân tập thể được biểu dương về thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua lao động sản xuất. Thượng úy Nguyễn Duy Hoàng, sinh năm 1995, thuyền trưởng tàu biên phòng 281902, Hải đội 2, Hải đoàn biên phòng 28, đã có hơn 5 năm gắn bó cùng đơn vị. Tuy tuổi đời còn khá trẻ, nhưng tuổi nghề cùng kinh nghiệm thực tế với những chuyến biển xa bờ vượt ngàn hải lý, anh trở thành tấm gương sáng trong phấn đấu, thi đua học tập của đơn vị. Từ những kiến thức cơ bản mà mình học được ở trên trường, thì về tiếp xúc với tàu, mình phải rất là cố gắng để nghiên cứu tài liệu và kết hợp với các kinh nghiệm mà đi biển thì mình phải làm chủ tất cả các trang thiết bị kỹ thuật trên tàu và sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhiều chiến sĩ tại Hải đoàn Biên phòng 28, dù xa gia đình nhưng với các anh được phục vụ Tổ quốc là nhiệm vụ thiêng liêng và là niềm tự hào của bản thân, cùng nhau vượt qua mọi thử thách hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Cũng là một sĩ quan trẻ vừa ra trường thì tôi cũng đặt mục tiêu nỗ lực cho bản thân, đó là sẽ cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Về đơn vị còn gặp nhiều khó khăn, nhưng bằng sự cố gắng và sự động viên của các anh, các chú đi trước và giúp tôi không ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng hoàn thành tốt và các nhiệm vụ được giao. Trong năm 2023, Hải đoàn Biên phòng 28, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã bắt giữ xử lý 7 vụ với 7 tàu 29 người dân quốc tịch Việt Nam vận chuyển xăng dầu trái phép trên biển, xử phạt vi phạm hành chính 7 vụ 8 đối tượng với số tiền 312.500.000 đồng, tịch thu tang vật 168.410 lít dầu DO không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ, tổ chức tuần tra xử lý 1 vụ với 1 tàu, 1 đối tượng về hành vi không có chứng chỉ hành nghề với số tiền 7.500.000 đồng. Qua phát động các phong trào thi đua quyết thắng năm 2023, có nhiều tập thể cá nhân được tuyên dương về thành tích xuất sắc, nhiều năm liền đơn vị được công nhận trong sạch vững mạnh. Với cái phương châm tức là nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt cái chức năng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia là cái nhiệm vụ hàng đầu, rồi tuần tra chiến đấu, đấu tranh đối với các cái loại tội phạm đấy có thể là đe dọa hoặc là gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biển phân công, quyết tâm là đấu tranh triệt để đối với các loại đối tượng này. Đấy, chính vì thế nên là từng cán bộ chiến sĩ quán triệt cái tinh thần đó, cho nên là đã xác định khi thực hiện nhiệm vụ là quyết tâm là hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và khắc phục mọi khó khăn, mọi hiểm nguy để đấu tranh triệt để đối với các loại tội phạm này. Ngoài ra, đơn vị còn tích cực thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội về nhà ở đồng đội cho cán bộ chiến sĩ khó khăn, tổ chức rà soát cấp phát thẻ bảo hiểm y tế quân nhân và thân nhân quân nhân đang công tác tại đơn vị, ủng hộ quỹ vì người nghèo với số tiền trên 44 triệu đồng và quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2023 với số tiền trên 35 triệu đồng.